Chúng ta đang có mặt ở trên đường Nguyễn Văn Tăng, khu gần Vinhom Grand Park quận 9. Là cái đoạn đường này là mình vừa mới quẹo phải từ cái đường Lê Văn Việt phía trước. Đó là chúng ta quẹo qua Nguyễn Văn Tăng. Giờ chúng ta tham quan vòng vòng khu vực này, xem mặt độ cư dân hiện về đây đã khá lên chưa. Phía trước mặt của chúng ta là đã thấy những cái tòa nhà của các phân khu đầu tiên, phân khu The Rainbow, dự án Vinhom Grand Park quận 9, sừng sững trước mặt của chúng ta. Thì là Nguyễn Văn Tăng, thì chạy một tí nữa là chúng ta sẽ tới hai ngã ba Nguyễn Xỉ là và tới dự án Vinhom Grand Park. Qua Tết, dự kiến là qua Tết sẽ mở bán với phân khu 2 thì Origami, phân khu theo phong cách của Nhật Bản. Các anh chị nào quan tâm về dự án Vinhom Grand Park thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979676655. Các anh chị nào có nhu cầu chuyển nhượng về các căn hộ mà mình đã mua ở các phân khu The Rainbow, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên. Mình đang nhận ký gửi chuyển nhượng cái phân khu đầu tiên này.
nay là chủ nhật thì công nhân sẽ không đông bằng mọi khi. Đây là ngã ba Nguyễn Văn Tăng. Bây giờ chúng ta đi qua cái phía trước mặt của cái phân khu The Rainbow. Chúng ta chưa qua, hãy vô khu bên trong trung tâm để tham quan cái khu phía ngoài này trước. Quá đẹp rồi các anh chị ạ. Đây là những cái tòa nhà S105, S106, S102, S103. Đây là cái đường Vinh Hồng đây. Đây là chúng ta có cái đường Vinh Hồng. Sẽ đi hướng này vô cũng được. Và chúng ta có cái bên hông của khu bên đây luôn. Nên chúng ta sẽ có hai đường song song như thế này. Phía trước dự án. Thì cái phân khu mà The Origami là sẽ nằm khu bên đây. Đây là chúng ta nè. Sau cái luật uống rượu bia nồng độ cồn sẽ không được chạy xe, thì bây giờ cũng khá là vắng các quán nhậu à, chứ như không cũng rất là đông. Thì đây là cái đoạn đường bên hông nè. Đó, sau này chúng ta sẽ có một cái đoạn đường bên hông này nữa. Đi vô, hiện bây giờ là chưa mở ra. Đây là phía mặt tiền đường Nguyễn Xiển. Thì những cái phân khu này tầm khoảng trước Tết năm sau thì chúng ta sẽ bàn giao cho các anh chị nhận nhà về ở. Có nghĩa là tầm khoảng 9-10 tháng nữa đó, sẽ bàn giao bên trong. Anh chị nào có nhu cầu về các căn hộ này hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 676655. Mình sử dụng số điện thoại 0979 676655 cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Anh chị có nhu cầu ký gửi cũng hãy liên hệ qua số điện thoại trên. Xin chào và hẹn gặp lại các chị trong các video tiếp theo. Mình sẽ đi vào thực tế ở bên trong khu gần công viên nhiều hơn. Giờ chúng ta hiện đi vào gần khu trung tâm của Vinhome Grand Park quận 9, từ cái trục đường Nguyễn Xiển.
Đây là đường Phước Thiện. Thì cái trục đường Phước Thiện này sau này sẽ được mở rộng ra thêm ngay cái ngã ba Phước Thiện với Nguyễn Xiển. Các anh chị hãy để ý là bên tay phải của chúng ta đó là sẽ phân khu origami theo phong cách Nhật. Bây giờ là đã 5 giờ chiều của Chủ nhật. Trời bây giờ cũng đã chập tối rồi, các anh chị cố gắng xem cái hình ảnh. Vinhome đang chuẩn bị cho hội xuân. Phía trước chúng ta là khu The Grand, The Origami. Đây là cái trục đường chính Phước Thiện, và phân chia làm 4 làng như thế này, có con lương ở giữa. Và bên tay trái của chúng ta đó là cái phân khu mà khu nhà phố hiện hữu, cư dân đã đi vào ổn định và có trường học ở bên trong luôn. Nó xung quanh nhà phố đã ổn định như thế này rồi. Và cái chỗ này là không phải của thuộc Vinhome Grand Park nha quý anh chị. Chúng ta xem cái bản quy hoạch đây, ở đây là trường học. Và đây là bản đồ quy hoạch mà bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500. Khu tái định cư Long Bủ giai đoạn 2 tại phường Long Bình và phường Long Thạnh Mỹ. Thì đất vẫn còn nhiều ở bên đây được phân lô ra. Chúng ta đang có mặt ngay, bây giờ chúng ta đi ngược ra phía ngoài và đi vô cái khu trung tâm của dự án, khu nhà phố biệt thự. Đây công nhân tới giờ rồi, đã tan tầm.
phía trước của chúng ta là đình thần Phước Thiện, và cái đường của chúng ta quẹo theo tay phải luôn, gặp tay phải. Và bên tay trái tay phải của chúng ta đó là cái công viên trung tâm, và sẽ có cái những cái hình ảnh mà ánh sáng chúng ta sẽ thấy được. Và các anh chị nhớ là chúng ta vài ngày nữa thôi là hội Hoa Xuân ở khu trung tâm Vinham Grand Park sẽ được diễn ra. Các anh chị hãy anh chị nào mà đã đăng ký rồi thì hãy cố gắng tham dự nha, mà cái sự kiện sẽ diễn ra cho tới qua Tết luôn á. Thì một người mà đã sở hữu căn hộ có thể dẫn theo khoảng 4-5 người bạn nữa, dẫn được nha các anh chị. Cái công viên tuyệt vời, đã lên đèn rồi nè, mấy cái cột đèn. Ở bên đây công viên, bên đây cái hồ nhân tạo nè, có cái đảo, phía đây là cái đảo nè, cái đảo dưỡng sinh, đây là cái đảo dưỡng sinh. Và chỉ có một cái cầu duy nhất độc đạo là từ cầu này sẽ bắt vào trực tiếp vào cái đảo dưỡng sinh, để cho các anh chị lớn tuổi, các cô chú hay là ba mẹ của chúng ta có thể tập thể dục dưỡng sinh ở bên trong này, chơi cờ, uống trà gì đó, cái dịch vụ. Bây giờ trời chập tối thì đèn chưa lên. Rất là nhiều trò chơi bằng chân hòn non bộ. Wow, tuyệt vời. Cái đảo. À, cuối đường này là cầu Long Đại các chị. Cầu Long Đại là đã hoàn thành khoảng 60-70% rồi, chỉ chờ bắt nhịp xuống thôi. Chờ đường để bắt nhịp xuống. Xa xa là những cái cây, những cái nấm, đèn trang trí, mà bây giờ chưa lên đèn, chúng ta chưa thấy được. Hôm nay thì mấy em cuốn rất là nhiều, cuốn nằm khắp đường hết trơn. Cái Vin đã trồng trước những cái cây này, những cây này chỉ đợi là đào đất và lấp vô thôi. Đây thì hết ra phía trong hết rồi, nó vành ngược trở ra. Đang đợi đèn lên. Đang đợi đèn lên ở đây.
Rồi chúng ta đợi một tí đèn lên ha. Anh Nam có được chụp ảnh đâu anh ơi.